Nói thật là tôi là cái thời đại, tôi là người của thời đại analog. Nói thật là tôi cũng không biết sử dụng email luôn ấy. Tôi không quen với sử dụng các cái mạng xã hội và tất cả những cái phương tiện giao thông mà nó mới, phương tiện mà giao tiếp nó mới đâu. Tuy nhiên là với cái tư cách huấn luyện viên trưởng của tuyển quốc gia thì xưa nay tôi không dùng, nhưng mà tôi cũng dự tính là sau tháng 1 khi mà kết thúc cái hợp đồng thì tôi mới xài. Nhưng mà những người xung quanh của tôi, ví dụ như là manager của tôi hoặc là công ty, thì họ cũng nói rằng là nếu mà có một cái kênh để từ nay cho đi có thể giao tiếp nhiều hơn, trao đổi những ý kiến nhiều hơn với người hâm mộ thì đó cũng là cái tốt. Bởi vì là từ nay trở đi khi chúng ta tập trung vào giải rồi thì chắc chắn là chúng tôi không có nhiều cái thời gian để có thể trao đổi. Thậm chí là các anh chị ở đây nhiều khi chúng ta cũng không có thời gian để gặp các anh chị nhiều hơn. Cho nên là tôi muốn tăng cường cái mối tính kết nối cũng như là cái việc trao đổi giữa tôi với lại người hâm mộ. Cho nên tôi đã làm ra cái trang này. Thực ra thì hiện nay thì tôi cũng đang ở trong giai đoạn để học hỏi cái cách sử dụng nó như thế nào thôi, chứ tôi cũng không rành lắm. Còn câu hỏi là có được sử dụng cái nguồn dữ liệu trên đó hay không thì nói thật là tôi cũng không biết là bản quyền vân vân các thứ nó vấn đề như thế nào thôi. Chỉ có cái điều kiện là các anh sử dụng nếu được không được vi phạm các vấn đề liên quan đến bản quyền. Còn như thế nào vi phạm thì sự là tôi cũng không rõ lắm, cái đó công ty chúng tôi sẽ trả lời.